Và ngay chỗ em Hậu đang đứng này, theo bà con mình thấy nè, trường trung học cơ sở Bầu Năng, và đây con đường trước mình đây á, là con đường Ninh Phú đó, và cái hướng ngược lại bên kia là chúng ta đi ra đường DT781, và cái hướng này chúng ta sẽ đi về nhà của chúng ta. Thì bây giờ cùng em mình đi ra coi coi nhà mình nó cách đây như thế nào ha. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tin Anh. Thì ngày hôm nay một siêu phẩm bất động sản vừa mới được xây xong, em Hậu có mặt ở đây để gửi đến bà con mình. Và bà con nào ai đang muốn tìm nhà, tìm đất, đang muốn quan tâm tới bất động sản tại Tây Ninh thì có thể đăng ký kênh để chúng ta có thể kết nối được với nhau. Vì hàng ngày em Hậu sẽ gửi các sản phẩm của kênh bất động sản tại Tây Ninh qua thông qua kênh YouTube Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh ha. Bà con mình có thể bấm vào nút đăng ký kênh nha. Và bên đây chúng ta sẽ có một con đường, đây là con đường Ninh Phú. Chúng ta quẹo phải là bà con mình đi về trường trung học cơ sở Bầu Năng. Mình đi thẳng nữa là đi ra đường Trường Chinh và có thể là đi về thành phố Tây Ninh. Và cái hướng bên đây là bà con mình sẽ đi ra là đường DT781, đi ra chợ Bầu Năng, ngã ba Bầu Năng ra Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng ha. Một cái căn nhà mới 100% luôn. Đấy, bà con mình thấy cái thiết kế của cái căn nhà này như thế nào. Đó, có cổng rào, đèn trụ hai bên. Cửa đây á, là cửa cắt CNC nha. Và cái cửa của chúng ta á, là chúng ta sẽ là cửa bốn cánh, bà con mình có thể là mở ra mở vô được hết luôn đó. Bà con mình thấy cái mẫu nhà này có hài lòng với bà con mình hay không? Cùng em chúng ta sẽ đi vô phía trong để mình xem coi ở phía trong nó sẽ có những gì nữa nha. Và ngay chỗ này chúng ta sẽ có một cái sân ô tô rộng rãi thoải mái ở vị trí đây, và hai bên bờ tường là được dán gạch rất cao luôn đó. Ở đây là dán lên tới 1,5 m và ở trên bờ tường có khung sắt, ở trên có mái che, và một điều nữa mái che là có luôn cái tấm cách nhiệt cho bà con mình, giúp cái nhà mình nó mát mẻ hơn. Nên gạch thì là dán cái gạch này á, là nó gạch nước chống trơn trượt cho bà con mình đó. Nhà mình có người lớn trẻ nhỏ mình đi mình không có sợ ha. Này, chỗ này là cái giếng có lắp đặt sẵn motor cho bà con mình luôn đó. Bà con nào mà về á, mình kéo motor lên là mình xài, không có sợ phải là xài nước máy này kia nọ, là nó phải cúp nước hay gì, đúng không ạ? Đó. Và ngay chỗ vị trí này, một cái hàng ba rộng, rất rộng đó. Với mặt dựng đây là dán gạch hết cho bà con mình. Đấy. Cái thềm ba này của chúng ta là khoảng là 2 m cho bà con nha. Đấy. Và toàn bộ nền nhà của mình ở đây đều lót gạch 80-80 khổ lớn hết. Nó giúp cho cái nhà của chúng ta rất là sang trọng nha bà con. Đó. Cửa thì là cửa bốn cánh, có màn cửa rèm cửa ở đây. Đó. Khi bà con bước vào đây chúng ta sẽ có một cái trần thạch cao. Đấy, biểu tượng ba đồng tiền như lời chúc may mắn của anh chị chủ nhà gửi đến bà con mình. Khi chúng ta bước vào phòng khách ở đây, một cái phòng khách rất rộng, rất to. Đây, bên đây bà con mình thấy nè, đây là cái chất liệu nhựa công nghiệp mới đây, và trần thạch cao. Bà con nào mà thích nhà mà có gọi là nhà cao cửa rộng thì đây, bà con mình thấy không, cửa to nè, trần nhà rất là cao, và giữa nhà cũng có một cái đèn rất là sang trọng với led âm trần đó. Và giữa nhà có cái đèn rất là sang, đúng không? Bên đây chúng ta sẽ có một cái cửa sổ to ngay khu vực phòng khách, giúp nhà của chúng ta nó thêm thông thoáng hơn đó. Và có màn cửa đồ hết cho bà con mình. Đây, bà con mình thấy mà anh chị chủ nhà mà xây nhà mà chịu chơi đó, nói mà lót gạch là lót gạch khổ 80 khổ lớn luôn đó. Bình thường bà con sẽ thấy những cái căn nhà là xài gạch 60 thôi, còn cái khổ này khổ 80, gạch rất to đó, 1, 2, 3, 4, 5. Đây, và căn nhà ngày hôm nay của chúng ta, bà con mình xem qua màn hình, bà con có đoán được là cái nhà này cái diện tích chiều ngang bao nhiêu không ạ? 4,3 m nha bà con. 4,3 m, thổ cư 100%. Hấp dẫn không? Cùng em mình đi tham quan tiếp những cái phần hấp dẫn của căn nhà. Lối đi rộng rãi, và chúng ta sẽ có một dãy ba cái phòng ngủ nằm ngay khu vực này. Lối đi thì 1,2 m rồi, trần là thạch cao hết cho bà con mình. Ngay vị trí này mình vẫn có thêm một cái cửa sổ ở bên đây nữa nha. Mình có cái cửa sổ bên đây nữa giúp mình lấy sáng. Và bên đây là ba cái phòng ngủ của chúng ta. Đây.
Đây sẽ là một cái phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Đó, cũng là trần thạch cao cho bà con mình. Đó, dán gạch. Dán gạch hết, toàn bộ nhà đều dán gạch hết. Và bên đây chúng ta sẽ có phòng ngủ thứ hai. Thì ba phòng ngủ, nhưng mà chúng ta sẽ có hai cái phòng ngủ là có nhà tắm và nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn. Đây, ở bên đây cái phòng ngủ thứ hai nhé. Đó, vòi sen, bồn cầu, cây sen đầy đủ, dán gạch lên tới trần cho bà con mình. Đó, cái phòng đầu tiên là sẽ không có nhà tắm, nhà vệ sinh, nhưng mà đầu là phòng thứ hai và phòng thứ ba là sẽ có cho bà con mình. Đấy, và đây là căn phòng thứ hai của chúng ta. Bà con mình thấy cũng đều có dán gạch khu vực này hết cho bà con mình. Đó, và bên đây á, bà con mình có thể thấy là ống đồng, máy lạnh nè, dây điện, dây thoát nước là có trang bị sẵn cho bà con mình ha. Đó, bà con mình về á là có thể là dọn vô là ở thôi, lắp cái máy lạnh thôi. Đấy, khỏi còn phải nghiên cứu về cái vấn đề ống đồng rồi. Đó, thì anh chủ anh đã tính toán sẵn hết cho bà con mình rồi. Đấy, tiết kiệm rất nhiều thứ cho bà con mình. Và ngay vị trí này, đó, chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng bếp có một cái cửa sổ to ở đây. Đó, bên đây khu vực bếp nè, mấy chị rất thích đúng không ạ? Đèn, led, kiến, sơn ngược, tủ chén, đó, thấy hấp dẫn chưa? Đây, dán này là dán công nghiệp nha. Đó, chỗ này là để máy hút mùi nè, có điện, ổ điện nè. Chỗ này là để mình thờ ông táo và táo. Và bên đây là bà con mình sẽ có một cái chỗ để mà mình đựng gạo đúng không ạ? Đây, hộp gạo của chúng ta nha bà con. Đó, còn hai cái tủ to to ở đây, bà con mình để đồ thoải mái cho bà con mình luôn. Bên đây thì mình có thể để một cái chỗ để mình có thể để cái tủ lạnh ở đây ha. Và bà con để cái máy lọc nước ở vị trí này, nhỏ nhỏ. Chậu rửa inox 3.4. Này, đèn này cảm ứng nha bà con. Đó, đây, bà con thấy ok không? Hấp dẫn đúng không? Cùng em mình đi xem tiếp nè, ở phía sau nó còn nữa. Ở đây nè nha bà con, khi mà chúng ta bước xuống đây, bà con sẽ có một cái nhà tắm và nhà vệ sinh nằm bên đây. Đó, tách biệt riêng nha. Đây là khu vực nhà tắm của chúng ta, gạch dán lên tới trần, cây sen tắm nè. Đó, bên đây mình có chậu rửa rồi đầy đủ hết cho bà con mà. Đó, cái vòi nước, chậu rửa để kéo dài ra thoải mái luôn nha bà con. Đó, rất là thoải mái cho chúng ta. Và bên đây thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh ở đây. Nhà vệ sinh thì sẽ có bồn cầu nguyên khói cho bà con mình. Đó, khu vực này chúng ta có một cái bồn cầu nguyên khói ở đây. Và gì nữa à? Một cái máy nước nóng năng lượng mặt trời lắp sẵn cho bà con mình luôn. Đó, ở đây mình có một cái máy nước nóng năng lượng mặt trời cho bà con mình ha. Bờ tường xây cao nè, dán gạch. Đó, ở phía tường sau thôi mà anh chị chủ cũng dán gạch cho bà con nữa. Nó giúp nhà mình nó sạch sẽ hơn, đúng không ạ? Đấy, khung sắt ở phía trên rất an ninh. Chỗ này á, không có lợp để cho chúng ta là gì? Phơi đồ, nó mát mẻ. Đó, nó thoáng hơn. Và bên đây thì chúng ta sẽ có một cái sàn nước. Đó, nước mạnh không bà con? Đó, bà con thấy như thế nào ạ? Nước rất mạnh đúng không ạ? Đó, chỗ này là mình để máy giặt rồi mình để bên đây. Đó, có nước ra nước vô, máy giặt để đây. Đó, rất là thuận tiện cho bà con mình. Với một cái căn nhà gần trường học nè, gần chợ nè. Đó, đầy đủ tiện ích xung quanh rồi. Đấy, mà full thổ cư, là thổ cư hết đất, thổ cư 100% luôn. Thì bà con mình nghĩ coi, cái nhà này có xứng đáng là một cái tổ ấm, một cái nơi để bà con mình gửi trọn niềm tin hay không à? Với một cái căn nhà mà chiều ngang là 4m3, chiều dài 32m, thổ cư là hết đất. Đó, nhà mình quay về hướng Tây chỉ có 1.339.000.000 là bà con mình sở hữu được cái bất động sản này rồi. Đó, 1.339.000.000 bà con mình sở hữu được cái bất động sản mà full thổ cư luôn. Đó, khu dân cư, bà con nào quan tâm có thể liên hệ 0839 666 736 để bên kênh mua bán gì đó, cho nên có thể hỗ trợ cho bà con mình.
Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để có thể kết nối với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Và kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh là chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video, quảng cáo, review bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Nên quý cô chú anh chị và các bạn ai đang có nhu cầu tìm mua nhà đất tại Tây Ninh thì có thể liên hệ ha. Và từ vị trí này chúng ta đi ra chợ Bầu Năng á, là bà con mình đi chỉ có 1,2 km thôi. Và mình đi về Tòa Thánh Tây Ninh á, là 3 cây. Về trung tâm thành phố Tây Ninh ngay Vincom á, là bà con mình mất khoảng chừng 5 cây số, rất là thuận tiện luôn. Này. Và bây giờ mời bà con mình cùng em chúng ta sẽ đi tham quan qua cái khu vực đường xá đây ha. Xin mời. Mình thấy nè, nhà cửa hai bên buôn bán rất nhiều luôn. Đó, và ngay chỗ này chúng ta cũng có một cái quán cà phê, một cái nhà thuốc luôn ha. Đó, tới đây mình quẹo trái nha bà con. Này, mình quẹo trái là mình vô là tới ngay chỗ cái căn nhà của chúng ta liền luôn. Đó, nhà mình là hướng Tây nên khi mà mình quẹo vô là bà con mình sẽ thấy một cái căn nhà bên tay trái này liền. Đó, hai bên là nhà cửa rất nhiều luôn ha. Và kế bên đây thì được rồi, cũng có mấy căn nhà mà em cũng đã giới thiệu đến cho bà con mình rồi. Đó, đây là bà con mình thấy là hai bên nè, khu vực này là đường là đang là đổ đá làm nhựa đồ rất nhiều luôn ha. Đó, hiện tại thì các tuyến đường ở cái khu vực Bầu Năng này á thì cũng đang triển khai làm nhựa rất nhiều tuyến đường. Đấy, thì và cái tuyến đường này á thì sắp tới thì cũng sẽ được triển khai làm nhựa, nên bà con là mình mua trong giai đoạn này thì cũng sẽ gọi là có cái giá ưu đãi ha bà con. Đấy, với 1 tỷ 339 triệu, một con số rất là đẹp và một giá rất là tốt luôn. Đấy, tới ngay chỗ này là bà con mình có thể quẹo trái qua bên đây là mình sẽ đi ra cái đường mà cặp Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng luôn đó bà con. Đó, để bà con mình có thể đi ra đường 7-1 phía ngoài. Hồi nãy là cái đường đó thì mình vẫn đi ra đường. Đấy, nhưng mà em không đi qua bên đây cho bà con mình thấy được những cái đường xá lân cận vòng vòng đây á. Đó, đây bà con mình thấy nè, nhà cửa đây rất là đông đúng không ạ? À? Và cái con đường này là con đường kết nối giữa đường DT781 ra đường Ninh Phú, ra đường Trường Chinh luôn. Và ngoài đầu đường này á, chúng ta sẽ có là ngã ba Bầu Năng và là Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng cũng như là chợ Bầu Năng nằm ngay vị trí này, với đầy đủ như là hệ thống bách hóa xanh, điện máy xanh, nhà thuốc Long Châu. Đó, và rất là nhiều tiện ích khác. Thì đây cũng là một cái lý do mà những bà con ở xa thích về ở cái khu vực Bầu Năng để mà định cư, vì nó rất nhiều tiện ích mà nó gần chợ Long Hoa, gần Tòa Thánh nữa. Thì những bà con nào mà ở bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh á, bà con đến đây á là đi chỉ cần có khoảng là 85 km là chúng ta tới căn nhà của mình rồi, nếu mà từ bến xe An Sương ha. Còn nếu mà bà con mình ở Đức Hòa, Long An, mình đến đây á là khoảng 75 cây, còn Thủ Dầu Một, Bình Dương đến đây là khoảng là 80 cây ha. À, với vị trí sát trung tâm, đầy đủ tiện ích thì cái bất động sản này sẽ là một cái bất động sản rất phù hợp cho những bà con mình đang muốn tìm nhà, tìm đất tại Tây Ninh, và đặc biệt muốn có một bất động sản thổ cư hết đất ha. 4m3 nhân cho 32 mà thổ cư hết đất luôn nha bà con. Đây, ngay vị trí này là đường DT781 cho bà con mình. Và chúng ta quẹo trái bên đây rồi bà con mình sẽ thấy là đây là ngã ba Bầu Năng ha. Đó, chợ Bầu Năng nè. Đó, một hướng là bà con mình đi về đường Bồ Cốp để về khu công nghiệp Chà Là. Đó, chợ là nằm ngay vị trí đó. Còn bên đây của chúng ta sẽ có bên đây là Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng, là ngay vị trí này luôn. Đó, bên tay phải em hậu là Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng á bà con. Đó, bà con mình thấy không? Nhà văn hóa thể dục thể thao của xã Bầu Năng nằm kế bên này luôn. Thì video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại bà con ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.